Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng lo bầu cử thất bại, Phan Văn Giang kéo quân đội vào tiếp ứng. Càng tới ngày bầu cử, tần suất những bài báo nói về bầu cử rất nhiều. Chưa bao giờ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam sợ người dân tẩy chay bầu cử như hiện nay. Đã 76 năm, chính quyền Cộng sản luôn diễn trò bầu cử giả hiệu kiểu Đảng cử dân bầu. Tuy nhiên, không như trước đây, người dân tin đảng tuyệt đối thì bây giờ người dân đã không còn tin đảng nữa. Nguyên nhân gây ra sự mất mát lòng tin này, Đảng Cộng sản đổ lỗi cho thế lực phản động. Còn thực tế có phải là do thế lực phản động gây ra hay không, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nay là thời đại 4.0, chuyện bầu cử ở Mỹ đã phơi bày rõ ràng trên mặt báo. Rất nhiều người biết về bầu cử ở Mỹ, người dân có dịp so sánh và họ đã hiểu trò lùa dân đi bầu cử cho đảng là một trò lừa đảo. Dù người dân có đi bầu hay không thì thành phần đại biểu quốc hội đã được đảng cơ cấu hết rồi. Mà đã là cơ cấu thì bầu cử không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả người dân hay ai có đầu óc suy nghĩ đều nhận ra trò lùa bịp này của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người Cộng sản khi sai lầm họ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm mà hay đổ lỗi cho tập thể. Mà đổ lỗi cho tập thể thì chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Cũng thứ văn hóa đổ lỗi đó, Đảng Cộng sản thấy người dân muốn tẩy chay thì họ đổ lỗi cho một số người mà họ cho là thành phần phản động. Đây là hình ảnh áp phích cổ động cho trò hề bầu cử tại Việt Nam. Trò lừa mị của Đảng Cộng sản thì đã quá rõ, không ai mà không biết. Rất nhiều người dân hiểu ra nhưng họ ngại chính quyền gây khó dễ, nên họ vẫn đi bầu cho xong chuyện. Vở kịch bầu cử cứ 5 năm một lần lại diễn ra. Đảng Cộng sản Việt Nam cứ bày trò giao cho dân bỏ phiếu một cách vô nghĩa, tốn kém. Mỗi kỳ bầu cử tốn đến gần 4.000 tỷ đồng. Một số tiền rất lớn hiện nay. Điều đáng nói là số tiền đó là số tiền được trích ra từ thuế của dân. Người dân đóng thuế, đảng dùng tiền đó ép dân đi bầu cho đảng. Quả là một trò hề vô nghĩa. Bắt người dân vô cớ vì nghĩ dân đeo, khen đều đảng. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 21 tháng 5 cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Ngọc Sơn với cáo trạng buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vụ bắt giữ diễn ra vào hôm 20 tháng 5, trong khi chỉ còn ít ngày nữa cử tri Việt Nam bỏ phiếu bầu ra các đại biểu quốc hội ở quốc gia độc đảng. Điều đáng nói là chính quyền của Đảng Cộng sản họ cảm thấy bị nhột khi họ đọc một status và họ cho rằng người này khen đều. Thực chất status của người này là khen chứ không phải chê, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thường có tính giật mình. Đây là hình ảnh đài FA cho biết Facebook Trần Ngọc Sơn bị bắt vì khen bầu cử. Bài viết trên trang Facebook Trần Giảm vào hôm 8 tháng 5 được cho là của ông Trần Ngọc Sơn quản lý. Ông khen rằng bầu cử Việt Nam văn minh hơn bầu cử Mỹ. Ông viết, bọn Mỹ lắm chuyện, bầu cử xong rồi mà luật pháp vẫn soi mói nhau để chất phế người thắng cử. Bọn ta, Cộng sản văn minh hơn, bầu cử lúc nào cũng 89-99% thành công tốt đẹp. Ta còn nhìn xa trông rộng đến tận năm 2045 và lâu dài hơn nữa. Kể cả nhiều kẻ ngu tham, không hiểu biết pháp luật nhưng vẫn làm lãnh đạo tốt. Trang web của Đài Truyền hình Việt Nam VTV dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc quy kết cho rằng họ phát hiện tài khoản Facebook có tên Trần Giảm đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung đả kích, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, chính quyền tại địa phương và các cơ quan tổ chức của đảng. Công an thì nói rằng người đứng sau tài khoản này là ông Trần Ngọc Sơn và cho rằng những bài viết từ tháng 9 năm 2020 của ông đã có tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong giai đoạn trước bầu cử Quốc hội thiếu minh bạch, cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành bắt giữ và kết án hàng chục người vì cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia. Và dường như dư luận cho rằng ông Phan Văn Giang đang kéo quân đội ra đe dọa dân. Đúng nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay có tật giật mình, mà cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng.
Chính ông đã nhiều lần lên báo chí ca ngợi rằng dân chủ của chính quyền này, khi mạng xã hội đang có phong trào vạch trần cho hồi bầu cử, thì át hẳn ông Trọng bức xúc lắm. Các cuộc bầu cử trước đây chưa bao giờ người dân thấy một ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lên tiếng sẵn sàng đem quân đội ra bảo vệ trò hề bầu cử. Vào ngày 20 tháng 5, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết cho biết ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam, đề nghị quân đội duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, phối hợp nắm chắc an ninh trật tự trị an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Vào sáng ngày 20 tháng 5 tại Hà Nội, ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã họp Bộ Quốc phòng để bàn công tác bảo vệ công tác bầu cử và các đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Giang cũng nói rằng các cơ quan, đơn vị chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, tiếp tục rà soát bổ sung các phương án bảo đảm an ninh an toàn cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, ông Giang nhấn mạnh các phương án xử lý những tình huống phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang kéo quân đội ra để dọa dân. Ngoài ra, ông Bộ trưởng này còn cho biết ông sẽ cho các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử. Thực ra cũng chẳng cần phải phổ biến, quân đội có kỷ luật thì việc gì phải phổ biến một cách mò mẻ như vậy. Chỉ cần ra lệnh là lính sẽ đi bỏ phiếu, và ra lệnh bỏ phiếu cho ai thì lính sẽ bỏ phiếu cho người đó, rất đơn giản. Những gì ông Phan Văn Giang nói là thừa, chẳng qua ông muốn lấy điểm trước mặt ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Thực ra chẳng có ai phá hoại bầu cử, người dân không thể chống lại công an thì nói gì đến quân đội. Cùng lắm là người dân tẩy chay bầu cử, mà tẩy chay là không đi bầu thì cần gì đến quân đội bảo vệ bầu cử nữa. Và thực chất hành động của ông Phan Văn Giang chỉ là thể hiện lòng trung thành đối với ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không có dụng ý gì khác. Dường như chẳng ai chống được đảng trong lúc này. Nhưng cũng có một luồng dư luận khác cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất hoang mang. Cách dùng quân đội để bảo vệ bầu cử đang nói lên điều gì? Nó nói lên sự hung hăng của chính quyền của Đảng Cộng sản. Họ nhìn thấy trong dân đầy rẫy kẻ thù và muốn kéo quân đến để phải làm người dân phải sợ. Dân vốn đã sợ chính quyền từ nhiều năm nay, nhưng tại sao lại chính quyền lại hành xử đến như vậy? Những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam là ông Trần Quốc Khánh, ông Lê Trọng Hùng đã bị chính quyền bắt giữ vì bị cho là phát tán tài liệu chống nhà nước. Dù truyền thông ra giả nói rằng mở rộng cửa cho người tự ứng cử. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngửi thấy điều gì trong hơn 100 triệu người dân Việt Nam mà kỳ bầu cử lần này họ hoang mang đến như vậy. Có thể hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã già và lẩm cẩm. Tham vọng quyền lực đã ám ảnh ông, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Với đồng chí ông cũng thấy toàn là kẻ thù và lập nên cái lò để đốt những kẻ thù đó của ông. Với nhân dân thì ông lại càng sợ hơn nữa. Chưa có thời tổng bí thư nào mà công an và quân đội lại bị lạm dụng như thời ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, bây giờ nhìn dân đâu cũng thấy là kẻ thù. Có lẽ vì nắm được tâm lý này của ông Nguyễn Phú Trọng mà Phan Văn Giang đã chiều lòng ông Trọng. Được biết, ngoài chức tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm chức chủ tịch quân ủy trung ương, nghĩa là nắm về mặt đảng ủy quân đội. Ông Trọng là người có quyền lực cao nhất, ông Phan Văn Giang là phó chủ tịch quân ủy trung ương, ắt ông ta sẽ biết sếp của ông muốn điều gì. Và quân đội nhân dân Việt Nam đã im hơi lặng tiếng khi tàu Trung Quốc bủa vây bãi đá Ba Đầu mấy tháng trước. Nhưng nay thì họ lại quay lại triển khai quân để nhằm vào người dân, nhằm với mục đích là bảo vệ cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5. Điều đó cho thấy câu nói hèn với giặc, ác với dân không sai tí nào. Dân thì không có vũ khí, dân cũng không có ý định chống đảng, nhưng đảng lại dùng quân đội để răn đe, thì điều đó cho thấy đảng đang xem dân là đối tượng nguy hiểm nhất, chứ không phải là giặc ngoại xâm. Bầu cử giả hiệu là người dân nên biết suy nghĩ, cũng không nên cầm lá phiếu đi bầu để góp vào một màn kịch vô nghĩa. Và đặc biệt, vở kịch này đã tiêu tốn nhiều nghìn tỷ tiền thuế của người dân đang rất cần trong lúc đại dịch Covid bùng phát, người dân đang rất khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 5 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng lo bầu cử thất bại, Phan Văn Giang kéo quân đội tiếp ứng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Bên cạnh đó,
tờ Thời báo .de cũng luôn tăng cường những biên tập viên nữ để có thể đọc những bản tin mới nhất để phục vụ quý vị. Vậy cũng mong quý vị ủng hộ và góp ý. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.